Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tháo nút thắt giải phóng mặt bằng nhanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, dự án nâng cấp mở rộng đường tỉnh 380 đoạn qua hai xã Chỉ Đạo và Đại Đồng của huyện Văn Lâm có chiều dài hơn 2,8 km với tổng mức đầu tư hơn 60 tỷ đồng do Sở Giao thông Vận tải Hưng Yên làm chủ đầu tư. Công tác giải phóng mặt bằng dự án được huyện Văn Lâm triển khai từ tháng 3 năm 2022 và nhà thầu đã khởi công vào tháng 10 năm 2022. Tuy nhiên, đến nay, dự án vẫn chưa thể hoàn thành vì nhà thầu chưa được bàn giao hết mặt bằng để thi công. Đây là đoạn đường tỉnh 380, nối từ đường tỉnh 385, chạy qua cửa trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm. Mặt đường rộng 11 mét, được thảm nhựa áp phan phẳng phiu, xe cộ bon bon lăn bánh. Nhưng chỉ được khoảng 500 mét, tuyến đường bị thu hẹp lại với nhiều ổ trâu, ổ gà. Trời mưa thì lầy lội thung vũng, trời nắng thì bụi mịt mù. Anh Nguyễn Văn Tú là thợ sửa xe máy sống ven đường 380. Cửa hàng của anh có bề rộng mặt 8 mét. Theo phóng tuyến, dự án nâng cấp mở rộng đường tỉnh 380 sẽ chiếm dụng gần 20 mét vuông đất thổ cư anh đang dùng làm lán che mưa nắng. Con đường này mà vào đến địa phận đất của gia đình em, thì em xin công hiến nhà nước và dỡ bỏ cái lán này để cho nó xanh sạch đẹp hơn. Chia sẻ với phóng viên, ông Nguyễn Văn Lạng, trưởng xóm ngã tư thôn Nghĩa Lộ xã Chỉ Đạo cho biết, xóm có 22 hộ dân thì có 15 hộ bám mặt đường 380, có cây cối, mái che mái vẩy, công trình tạm. Thậm chí cả diện tích đất thổ cư liên quan đến dự án này đều rất ủng hộ dự án. Cảm ơn Đảng và Chính phủ nhà nước. Sau đó đến tỉnh Hưng Yên có cái nghị quyết, tức là làm con đường 380 đi qua dân cư của xã Chỉ Đạo nói chung và dân cư của chúng tôi là nói riêng. Thế khi nhận được nhiệm vụ thông báo thì anh em chúng tôi có họp trong xóm và thống nhất tạo điều kiện cho đơn vị người ta thi công được nhanh gọn nhẹ và không cản trở. Theo số liệu của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Chỉ Đạo cung cấp, dự án đường tỉnh 380 đi qua địa bàn xã dài hơn 1,1 km cần thu hồi 960 m vuông đất, trong đó có 780 m vuông đất trồng lúa đã hoàn thành thu hồi bàn giao cho đơn vị thi công, 22 m vuông đất trang trại, ban giải phóng mặt bằng huyện đã có thông báo phương án bồi thường hỗ trợ. Đáng chú ý là còn 158 mét vuông đất thổ cư thuộc quyền sử dụng của 13 hộ dân và đã được chủ hộ phối hợp kiểm đếm xong cách đây gần chục tháng. Tuy nhiên đến nay chưa thể giải phóng được mặt bằng vì lý do. Có vướng mắc nữa là chưa áp được cái giá hệ số K để đảm bảo cho 13 hộ là đất thổ cư. Sau khi có hệ số K xong ấy thì các hộ sẽ thực hiện theo cái chủ trương, thì cái công tác giải phóng mặt bằng của cái đường 380 thuộc xã Chỉ Đạo sẽ được hoàn thành. Dự án nâng cấp cải tạo đường tỉnh 380 có tổng chiều dài hơn 2,8 km, có điểm đầu là Dốc Nghĩa xã Chỉ Đạo và điểm cuối là Cầu Cái xã Đại Đồng tiếp giáp với tỉnh Bắc Ninh. Đoạn tuyến chạy qua xã Đại Đồng dài khoảng 1,7 km, 22 hộ dân có gần 1.300 m2 đất nông nghiệp đã bàn giao mặt bằng và nhà thầu đã thi công. Còn 130 hộ dân có hơn 2.300 m2 đất thổ cư cần giải tỏa phục vụ thi công thì vẫn mới dừng ở bước hoàn thành kiểm đếm. Thôn thông báo là vào trong văn hóa họp từ năm ngoái rồi. Đấy, đây bảo là 180 ngày sau nhưng mà đến bây giờ là phải vào 10 tháng rồi, bên giải tỏa mới bên đền bù là thông báo như thế nào cả. Đấy, nói chung là về chủ trương của gia đình thì tất cả thì vẫn cứ chấp hành theo cái chính sách của nhà nước thôi. Đấy, chứ không có một cái vấn đề gì cản trở cả. Quy trình giải phóng mặt bằng thì đối với cấp xã thì là thứ nhất là cung cấp các cái tuyên truyền vận động và cung cấp các cái số liệu liên quan, ví dụ như kiểm đếm rồi là xác định nguồn gốc đất. Còn các bước quy trình tiếp theo thì là nó phải do cấp trên, ví dụ như xác định hệ số để đền bù làm sao cho thỏa đáng mà để nhân dân người ta đồng thuận cao. Đến nay thì cũng chưa có hệ số K và cũng chưa xác định được cái mức bồi thường, nhưng về cơ bản nhân dân địa phương rất là phấn khởi khi có được một tuyến đường là đang từ 7 mét bây giờ nâng cấp lên 11 mét. Như vậy có thể thấy dự án cải tạo nâng cấp mở rộng đường tỉnh 380 được nhân dân ven đường đồng thuận ủng hộ cao. Vấn đề còn lại là đợi Hội đồng giải phóng mặt bằng huyện Văn Lâm phê duyệt giá đất và lập phương án đền bù hỗ trợ cho từng hộ dân để triển khai các bước tiếp theo của dự án. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Tháo nút thắt giải phóng mặt bằng nhanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.